Mà áo dài em đang mặc trên người đây các chị mình ơi, chị nào mà sắp tới làm xui thì phải tham khảo liền mẫu này nha. Một trong những mã mới nhất năm 2024 của bên em luôn các chị. Mã này là D20102. Em đang mặc trên người là tông màu cam đào, nhắn nó sẽ nghiêng về màu hồng cam một chút. Mặc rất là trẻ trung và ngọt ngào luôn. Bộ này em lên cho mình là hai tà nhé, một tà trước một tà sau nè. Phía bên trong thì em sẽ làm chân váy hai lớp, chất vải là vải lụa tầm ý nha các chị, chất liệu mềm mịn mát, mặc cực kỳ thích luôn. Bộ này hai tà thôi nên là mặc rất là gọn. Phơn váy chữ A mình mặc lên rất là gọn dáng và tôn hông luôn. Chị nào mà có phần bụng dưới các chị mặc dáng này cho em không sợ lộ khuyết điểm. Em lên cho mình là phần đá nè, toàn bộ sẽ được đính kết là đá pha lê cao cấp luôn. Và em kết cho mình là hoa thêu nổi các chị mình nha. Cổ đây các chị mình ngắm cho em cổ tròn, phối thêm cái phần đá ở bên trên và tay là tay vải cho các chị mình ha. Năm size cho mình từ 45kg cho tới 75kg mặc vừa. Chị nào mình cần tư vấn kỹ hơn thì để lại số điện thoại bên dưới giùm em nha.